Chào mừng các bạn đến với kênh phát âm chuẩn tiếng Anh với người bản xứ. Welcome everybody. I am Min and I live in Vancouver. I am helping Mr. Vu teach pronunciation of words in English. Các bạn thân mến, thì qua 5 bài học, chúng ta cũng trải nghiệm qua rất là nhiều những cái từ mới, những cái cụm từ, những cái tên miền, tên nước. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một bài học đàm thoại. Một bài học đàm thoại giữa hai người ngoại quốc. Mình cũng xin chia sẻ là những cái kỹ năng ngày xưa mình đi học. Khi ban đầu mỗi từ mới mình sẽ ghi ra. Một từ mình ghi ra khoảng chừng 10 lần đến 20 lần. Ghi ra và mình đọc. Đọc đi đọc lại. Thì trong quá trình mình ghi nó sẽ rất là dễ nhớ. Vì mình biết rằng có nhiều bạn rất là sợ cái môn tiếng Anh này. Cho nên trong quá trình chia sẻ thì mình chia sẻ cái bài học ra để chúng ta có thể dễ học hơn. Chúng ta có thể đúc kết được những cái vấn đề về cái cách phát âm, cái cách nhấn nhá chữ của thầy. Các bạn cố gắng để ý thầy. Vì những cái cuối từ á, có những từ mình cần phải phải nhấn mạnh, có những từ mình phải buông lơi nó đi. Ví dụ như cái từ những cái từ nào mà có cái chữ K, chữ K phía sau á, thì các bạn cố gắng nhấn mạnh nó tí. Mình ví dụ đó là cái chữ như chữ là chữ truck, truck đó, các bạn cố gắng nhấn nhá những chữ đó. Hoặc là những chữ có chữ T, chữ T đằng sau á, thì mình nhấn mạnh tí. Ví dụ như chữ student, student đó, mình nhớ nhấn mạnh những cái chữ đó. Rồi hôm nay mình sẽ bước vào bài học thứ 6. Bài học đàm thoại. Thì trong bài đàm thoại này có hai nhân vật nam đó. Và bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe thầy Minh đọc qua một lượt 3 lần. Excuse me. Yes. Are you English? Pardon? Are you English? Oh yes. Yes, we are. Oh, I'm English. Are you on holiday? No, we aren't. We're businessmen. Please sit down. Thank you. Tea? Yes, please. Sugar? No, thanks. Where are you from? I am from London. Are you a businessman? No. I'm not. I'm a tourist. Rồi qua bài đọc của thầy thì các bạn có để ý nghe được trọn vẹn bài không? Vì mình nghĩ rằng cái cách đọc của thầy nó sẽ có những cái từ nó dính giữa nguyên âm và phụ âm. Cho nên các bạn nghe không rõ. Và bây giờ mình xin đọc lại một lần. Sau đó mình sẽ giải nghĩa. Thì cũng như mọi bài học trước, khi mình đọc xong thì mình giải nghĩa xong thì thầy sẽ đọc lại một lần cuối nữa. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Excuse me. Yes. Are you English? Pardon? Are you English? Oh, yes. Yes, we are. Oh, I am English. Are you on holiday? No, we aren't. We are businessmen. Please sit down. Thank you.
Tea? Yes, please. Sugar? No, thanks. Where are you from? I am from London. Are you a businessman? No, I am not. I am a tourist. Rồi, bây giờ mình sẽ giải nghĩa các cụm từ này. Thì cái ông A này ông hỏi ông B. Trước tiên là ông gửi lời chào. Excuse me. Tức là xin lỗi. Xin lỗi đây không phải là mình phạm lỗi mà là một lời tế nhị chào hỏi. À, ví dụ như mình gặp một người nào đó, mình muốn hỏi điều gì thì trước tiên đó là mình phải dùng cái từ là excuse, tức là xin lỗi cho tôi hỏi thăm hoặc là cái gì đấy. Thì ông kia ông mới trả lời là yes, tức là dạ, có chi không. Thì ông này ông mới hỏi tiếp là are you English, tức là có phải các ông là người Anh không. Thì ông này ông nghe không rõ, ông mới hỏi lại là pardon, tức là ông nói cái chi đó. Thì ông kia ông mới hỏi là are you English, là có phải các ông là người Anh không. Thì lúc này ông mới nghe được, ông mới trả lời là oh yes, yes we are, tức là vâng, phải, chúng tôi là người Anh. Thì ông mới hỏi lại là oh, I am English, are you on holiday? Thì ông nói tôi là người Anh, còn các ông là đang đi nghỉ mát à? Thì ông kia ông mới trả lời là no, we aren't. We aren't, nó có nghĩa là we are not. Đó, người ta rút gọn lại. We're businessmen. Đây là không phải, chúng tôi là thương gia. Rồi thì ông này ông mới hỏi ông kia là please sit down, tức là mời ngồi. Ông kia ông mới trả lời là thank you, tức là cảm ơn. Thì ông này ông mới hỏi tiếp theo là tea, tức là ông uống trà nhé. Thì ông kia ông mới trả lời là yes please, tức là dạ ông, xin ông cho tôi một tách trà. Thì ông mới hỏi tiếp là sugar, tức là ông có dùng đường không á, ông có uống với đường không. Thì ông này ông nói là no thanks, tức là dạ thôi, cảm ơn. Rồi ông kia mới hỏi là where are you from, tức là quê ông ở đâu. Thì ông này ông trả lời là I am from London, tức là quê tôi ở London. Rồi ông kia ông mới hỏi là are you a businessman, tức là ông là thương gia. Thì ông này ông mới trả lời là no, I am not, I am a tourist, tức là tôi là khách du lịch, tôi không phải là thương gia. Đó thì qua bài đàm thoại này, tức là có rất nhiều mẫu câu đàm thoại, chúng ta chỉ việc học thuộc lòng. Bởi vì khi mình học thuộc lòng thì những cái phản xạ của mình sẽ rất là nhanh. Mình đặt một cái ví dụ đi. Ví dụ như là ai hỏi là where are you from? Thì rõ ràng là người ta hỏi mình, bạn đến từ đâu, quê bạn ở đâu? Thì mình sẽ trả lời là I am from Vietnam. Đó, it's very easy. Rất là dễ dàng đúng không các bạn? Rồi qua bài chia sẻ thì các bạn thấy thế nào? Nếu các bạn thấy bài chia sẻ có ý nghĩa thì hy vọng là các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh và share, like để cho kênh có động lực. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe thầy Minh đọc qua một lần. Rồi và xin hàng gặp lại các bạn ở các video sau. Hy vọng là bài học hôm nay sẽ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Excuse bye bye. Me. Yes. Are you English? Pardon?
Are you English? Oh, yes. Yes, we are. Oh, I'm English. Are you on holiday? No, we aren't. We're businessmen. Please sit down. Thank you. Tea? Yes, please. Sugar? No, thanks. Where are you from? I am from London. Are you a businessman? No. I'm not. I'm a tourist.